Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mời các bạn xem bản tin ai đang đưa Vũ Đức Đam vào bẫy. Vũ Đức Đam cần cù mẫn cán được khá nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, trong chính phủ không mấy ai ưa ông Vũ Đức Đam. Chống dịch là một công tác khó khăn và đầy rủi ro. Từ đầu năm 2020, Việt Nam đã hứng chịu rất nhiều đợt dịch bùng phát. Người chịu trách nhiệm chống dịch vẫn là ông Vũ Đức Đam. Đợt bùng phát dịch COVID-19 gần đây nhất bắt đầu từ ngày 27 tháng 1 năm 2021. Sau chỉ 2 ngày, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng có 107 ca nhiễm mới với 100 ca nhiễm từ cộng đồng. Con số này vẫn tăng lên mỗi ngày. Đó cũng là thời điểm ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất kể từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam. Chỉ trong 2 ngày, 5 địa phương ghi nhận các ca bệnh trong đợt dịch gồm có Hải Dương 84 ca, Quảng Ninh 13 ca, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh mỗi địa phương 1 ca. Khi phát biểu tại cuộc họp chính phủ hôm 28 tháng 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tuyên bố sẽ dập dịch được trong 10 ngày. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam từng bị ông Mai Tiến Dũng công kích từ đầu tháng 2. Tuy nhiên, đến hết ngày 3 tháng 2, tức đến gần hết hạn 10 ngày, theo Bộ Y tế Việt Nam, COVID-19 đã lan ra 10 tỉnh thành với tổng cộng 329 ca nhiễm cộng đồng. Thấy Vũ Đức Đam khó hoàn thành lời hứa thì ngay tại một cuộc họp báo chính phủ hôm 2 tháng 2 năm 2021, ông Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng lại cho rằng chính phủ không công bố thông tin 10 ngày dập được dịch. Theo ông Dũng, ai công bố thì trách nhiệm của người đó, người công bố thông tin này không phải với danh nghĩa chính phủ. Ông Dũng nói thêm, căn cứ này, cách tính nào, đánh giá thế nào là trách nhiệm của ban chỉ đạo. Nói chung là ông Mai Tiến Dũng muốn bắt lỗi và đổ trách nhiệm lên vai ông Vũ Đức Đam. Điều đó cho thấy ngay trong chính phủ đã có kẻ vẫn đang trực chờ để hạ uy tín hoặc thậm chí buộc tội ông Vũ Đức Đam nếu ông Đam không hoàn thành nhiệm vụ. Và rõ ràng ông Vũ Đức Đam thì khó lên cao nhưng lại rất dễ bị hạ bệ. Một con người như ông Vũ Đức Đam mà bị giam ở ghế Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa là bất thường. Ở chính phủ, chưa có ai lưu ban lâu như Vũ Đức Đam cả. Những người yếu kém thì bị đì không nói làm gì. Những con người năng nổ mà bị đì suốt ngày thì đấy là một chuyện hiện tượng hết sức bất thường. Hiện đang có thế lực không muốn nâng ông Vũ Đức Đam lên nữa. Tuy nhiên, đó là thế lực nào thì vẫn chưa rõ. May là đợt dịch vào cuối tháng Giêng đầu tháng 2 vừa qua cũng được kiểm soát. Nếu không thì ông Vũ Đức Đam có thể đã văng ra khỏi chiếc ghế Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 rồi. Với con người như Vũ Đức Đam thì làm tốt vẫn khó lên chức, nhưng làm kém thì có thể bị kết tội. Từ Việt Nam, bác sĩ Đinh Đức Long đã nhận định với đài tiếng nói FA vào hôm 3 tháng 2 như sau. Ông Vũ Đức Đam là phó thủ tướng, tính ra ông Đam vẫn là cấp trên của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng lại thẳng thừng choảng với sếp của mình. Đấy là một dấu hiệu cho thấy ông Vũ Đức Đam không được lòng thuộc cấp. Đây là hình ảnh, dù làm tốt, ông Vũ Đức Đam vẫn dậm chân tại chỗ, không thể tiến thân lên hơn được. Việc không được lòng thuộc cấp không quan trọng, mà quan trọng nhất là được lòng sếp. Với việc dậm chân tại chỗ Ủy viên Trung ương Đảng 3 nhiệm kỳ liên tiếp, thì điều đó cho thấy ông Vũ Đức Đam vẫn chưa có ai đỡ đầu cho ông cả. Tự bơi trong chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam là một việc làm không biết tự lượng sức mình. Ông Nguyễn Hồng Diên bao nhiêu năm làm vua ở đất Thái Bình, bao che cho thế lực Đường Nhuệ lớn mạnh. Và lại ông Diên không có chút gì chuyên môn kinh tế, nhưng ông này lại được đưa về Trung ương, nắm lấy Bộ Công Thương, một bộ nắm gần hết nền kinh tế Việt Nam. Và rõ ràng ông Diên được như vậy vì ông đã có thế lực mạnh đỡ đầu. Con người như ông Vũ Đức Đam hơn hẳn Nguyễn Hồng Diên, nhưng ông Đam lại không thể lên cao được, vậy nên nếu ông Đam không tìm cho mình được người đỡ đầu thì rất có thể người ta sẽ sử dụng hết khả năng của ông Đam xong rồi cho ông về vườn. Cho đến bây giờ vẫn chưa thấy thế lực nào có thể giúp đỡ Vũ Đức Đam cả. Ông Vũ Đức Đam được ở lại Ủy viên Trung ương và được giữ chức cũ cũng bởi vì người ta cần ông chống dịch thay cho họ, chứ chẳng quý gì Vũ Đức Đam. Và với tình trạng trên đè dưới búa như thế thì rõ ràng ông Vũ Đức Đam đang bị rơi vào thế kẹt. Vào ngày 11 tháng 5, trên tờ báo Tiền Phong có bài viết
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chưa đến mức phải giãn cách xã hội. Với tư cách là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, ông Đam đã có cuộc gặp gỡ với báo chí và chia sẻ nhiều thông tin về chiến lược và biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ trung ương đến địa phương. Tình hình vaccine phòng chống dịch và giải pháp đối phó với tình trạng nhập cảnh trái phép. Tại cuộc họp, các nhà báo đưa ra nhiều câu hỏi là tại sao hiện nay đã có 26 tỉnh có ca bệnh nhưng chính phủ chưa lệnh giãn cách xã hội? Rồi thì tại sao có tỉnh ít ca thì giãn cách, tỉnh thành phố có nhiều ca như Hà Nội thì lại không? Và vì sao việc tiêm vaccine ở nước ta có vẻ chậm hơn so với nhiều nước trên thế giới? Và chính phủ đã có biện pháp gì quyết liệt hơn để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, đe dọa bùng phát nhiều ổ dịch mới? Rồi chính phủ có thay đổi chính sách trước tình hình bệnh dịch phức tạp hiện nay hay không? Trả lời các câu hỏi, ông Vũ Đức Đam nói, chiến lược đối phó với dịch COVID-19 bằng công thức là phát hiện, truy vết, khoanh vùng, cách ly, điều trị tích cực, hiệu quả. Nhờ đó đạt được tiêu chuẩn kép, kinh tế vẫn tăng trưởng, vị thế của Việt Nam trên thế giới được nâng lên. Đây là hình ảnh, phải chăng đạt được mục tiêu kép là sự đánh đố rất lớn đối với ông Vũ Đức Đam. Mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đây là bài toán khó, ông Vũ Đức Đam mà không chống dịch tốt thì mọi tội lỗi cũng sẽ đổ lên đầu ông. Còn nếu chống dịch tốt nhưng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thì cũng sẽ có nhiều người vin vào đó mà trừ điểm vào lý lịch của ông Vũ Đức Đam. Ông Đam nói rằng sẽ khoanh vùng nhanh nhất có thể và gọn nhất như có thể. Ở những vùng chưa thật rõ thì có thể khoanh rộng hơn nhưng xác định các yếu tố dịch tễ để thu hẹp lại. Ông Vũ Đức Đam có vẻ khá tự tin. Ông nói hiện nay ông đã lường cả những kịch bản đến 30.000 ca. Như vậy, để cả trung ương và địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng nếu tình huống xấu xảy ra. Về vấn đề vaccine, ông Đam nói, ngay từ tháng 3 năm 2020, chính phủ đã nhận định loại virus này có khả năng còn tồn tại lâu nên đã chỉ đạo một số bộ như Y tế, Khoa học, Công nghệ, Quốc phòng tập trung nghiên cứu chế tạo vaccine. Chủ trương là phải có vaccine mới là giải pháp căn cơ lâu dài. Có lẽ Việt Nam có vaccine đại trà thì cũng phải giữa hoặc cuối năm 2022, chứ trong năm nay thì chưa thể có sớm được. Vì vậy, ông Vũ Đức Đam sẽ phải nỗ lực chống dịch, và đó cũng là cơ hội để ông ghi điểm. Vừa là rủi ro đối với ông Đam, vì thế, nếu để cho Việt Nam toang thì xem như sự nghiệp chính trị của ông sẽ kết thúc, vì sẽ không có ai bao che cho ông cả. Và bây giờ thì câu hỏi đặt ra là ai muốn đẩy cái khó về phía ông Vũ Đức Đam? Tuy ông Vũ Đức Đam từng làm phó thủ tướng dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng, nhưng ông Nguyễn Tân Dũng cũng không nhiệt tình nâng đỡ Vũ Đức Đam. Đến thời ông Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam vẫn làm chiếc ghế phó thủ tướng như dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng, và ông Phúc lại đẩy việc khó lên vai ông Đam. Tuy nhiên, ông Vũ Đức Đam lại không để dịch Covid mất kiểm soát. Điều đó cho thấy ngay cả Nguyễn Xuân Phúc cũng không nhận đỡ đầu Vũ Đức Đam, còn Nguyễn Phú Trọng thì cũng không mặn mà gì với Vũ Đức Đam, vì nếu ông Trọng biết dùng Vũ Đức Đam thì ông đã mang về ban bí thư bố trí cho một chiếc ghế nào đó rồi. Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính đang muốn thử thách hay gài bẫy Vũ Đức Đam. Hiện nay, ông Vũ Đức Đam đang làm việc làm phó cho ông Phạm Minh Chính. Và liệu ông Phạm Minh Chính có nhận lời đỡ đầu cho Vũ Đức Đam hay lại dùng chiêu trò vắt chanh bỏ vỏ như ông Nguyễn Xuân Phúc đã dùng? Đây là câu hỏi được đặt ra. Còn quá sớm để có thể kết luận. Tuy nhiên, ông Vũ Đức Đam đối với Phạm Minh Chính thì không xa lạ gì. Ông Vũ Đức Đam từng là tiền nhiệm của ông Phạm Minh Chính ở ghế bí thư tỉnh Quảng Ninh. Giờ đây, ông Vũ Đức Đam lại cay đắng làm thuộc hạ cho Phạm Minh Chính. Với thế đảo ngược này, rất khó để ông Phạm Minh Chính che chở cho Vũ Đức Đam. Việc đẩy Vũ Đức Đam đứng ra xử lý tốt dịch bệnh và sau lưng ông Phạm Minh Chính ra chỉ tiêu kinh tế để Vũ Đức Đam không được sai phạm, thì điều đó cũng cho thấy Phạm Minh Chính dường như đang muốn bẫy Vũ Đức Đam hơn là muốn nâng đỡ ông này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d hôm nay ngày thứ Bảy. Và các bạn vừa xem bản tin ai đang đưa Vũ Đức Đam vào bẫy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Cũng nhân đây, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới đây sẽ có thêm một số biên tập viên nữ của chúng tôi cùng đọc bản tin để phục vụ các bạn. Vậy, kính mong các bạn
lắng nghe và góp ý cho chương trình ngày một tốt hơn. Trung Khoa chào các bạn.